đừng hoài, đừng đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lừa gạt, hãy thảo tính cha mẹ. Người kính thương, đây thấy điều đó cũng đã sư phụ từng hồi nhỏ. Bây giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và cả tài sản đem bố thí cho người nghèo khó, và người sẽ có một kho báu trên trời đưa đến theo ta. Nhưng người ấy nghe lời đó thì xuống nhắc mặt và buồn đầu bỏ đi, vì anh đã có nhiều của cả. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: những người giàu có và một tín Chúa có biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì điều đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào được tín Chúa biết bao. Con làm đà chúng qua đôi tin còn dễ hơn người giàu có vào được tín Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và bảo: đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô đưa cùng Chúa Giêsu rằng: đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Chúa Giêsu trả lời: thầy bảo thật các con, ai bỏ nhà cửa, anh em chị em, cha mẹ con cái, cuộc đời vì thầy và vì phục âm, mà ngay bây giờ là không được bất trăm ở đời này mình nhà cửa, anh em chị em, cha mẹ con cái và đồ lương, cùng với sự mắc mơ và ở đời sau được sự sống với tôi cực. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa. Mới đủ điều kiện để được
gắn bó với mình, quá gắn bó với vật chất thì cuối cùng chỉ không thoát được sự u buồn mãn cùng. Câu hỏi của anh thanh niên có vẻ như là một cuộc trao đổi, một cuộc mua bán. Tôi phải trả bao nhiêu tiền để mua đời sống vĩnh cửu? Câu trả lời của Chúa chúng ta có thể giả nghĩa rộng ra. Cuộc sống đó không thể nào mua bằng tiền và chẳng qua được bán, chỉ có thể là sở hữu bằng sự từ bỏ và sau đó cũng cho không. Của cả tự nhiên đối với nó không phải là điều xấu, nhưng ít nhất là ra tiền mới sống hay là tốt. Tuy nhiên nó là nguy cơ ngăn cản con đường lên cao. Chúa cũng không dạy chúng ta là coi thường hay là kinh chê tiền của, nhưng mà Ngài cho chúng ta biết nếu mà chúng ta dùng tiền của để mà phục vụ cho lòng ích kỷ vô tri hoặc đạt được nó bằng phương pháp bất chính lừa đảo thì nó sẽ trở thành chướng ngại nguy hiểm cho việc đạt được lương thiện Chúa. Sau khi Chúa cho các tông đồ biết sự nguy hiểm của tiền bạc và Chúa đã nhấn mạnh con lạc đà trôi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào thiên đàng. Câu nhấn mạnh này chỉ là kiểu nói vất vả nhằm kích thích sự chú ý của người nghe mà thôi. Nó không thể hiểu theo nghĩa đen mà chúng ta phải hiểu theo nghĩa biểu tượng. Hình ảnh con lạc đà con đường đi về nước thiên chúa. Sự so sánh này đã làm cho các tông đồ hoang mang và các tông đắc hỏi nhau: thế thì ai là người được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn các ông và trả lời: đối với loài người thì không thể, nhưng đối với thiên chúa thì không phải như thế. Điều đó có nghĩa là ơn cứu độ dù hoàn toàn vượt qua khả năng con người, nhưng đối với Thiên Chúa thì dư khả năng lấp đầy cái hố thẳm thiếu sót đó. Kính thưa quý công đoàn, một câu chuyện của anh thanh niên trong bài thánh của hôm nay cũng có thể là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Bình thường chúng ta xin đạo rất là dễ dàng, sáng đi lễ chiều đọc kinh lần nào, không làm điều gì gian ác, không bất công tham lam của người khác. Nhưng khi mà chúng ta gặp mâu thuẫn giữa cuộc sống và với hiện tại, phải chọn được Thiên Chúa và giá trị trần gian, thì nhiều khi chúng ta là trong sự lao động. Và có rất nhiều người đã vì giá trị trần gian mà đã bỏ Chúa. Có những người thì còn nghèo túng thì sự đạo rất là tốt, nhưng khi đứng trước những cám dỗ của tiền của thì vì tham mê tiền của mà sống trong sự gian dối đánh mất lương tâm cầu giáo. Có những người khi còn nhỏ thật là ngoan ngoãn đạo đức, khi lớn lên khi trưởng thành thì vì thú vui mà đã bỏ bên cái điều làm được của mình. Nhưng nhất là có những người vốn là con nhà đạo gốc rất sốt sắng, rất là quan đạo, nhưng khi gặp cám dỗ về chức quyền vì một chút danh lợi nào đó thì đã đành bỏ Chúa, bỏ giáo hội. Chúa muốn chúng ta đừng gắn bó của cải nhưng phải gắn bó với Chúa. Không phải Chúa muốn chúng ta phải khổ sở, phải hèn hạ, nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải chọn con đường khôn ngoan để mà đạt được tớ hạnh phúc đích thực vĩnh cửu. Chúng ta đi vào để mà chọn Chúa, vì chọn Chúa chúng ta phải bỏ tất cả những gì ngăn cản bước chúng ta đi về với Chúa. Những cản trở có thể là tiền tài, danh vọng, chức quyền. Những cản trở đó có thể là một người mà chúng ta đã gắn bó, cũng có thể là nơi chúng ta không thể nào xóa bỏ được. Những cản trở đó có thể là một lòng tự ái, là một sự ghê
Nếu mà chúng ta từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta đến với Chúa, thì chúng ta sẽ đạt được chính Chúa. Chúng ta đạt được chính Chúa là chúng ta sẽ đạt được tất cả, vì Chúa chính là hạnh phúc viên mãn của mỗi người chúng ta. Được Chúa rồi thì chúng ta không còn khao khát một chữ gì khác nữa. Vì thế mà thánh Phêrô đã bỏ Chúa: chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu đã trả lời: ai bỏ mọi sự mà theo ta sẽ được đất chân và được sự sống vĩnh cửu. Kính thưa quý ông bà chị em, bi kịch của anh thanh niên giàu có trong tin mừng cũng là bi kịch của chúng ta. Chúng ta luôn có mơ chiếm được nước trời, nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn còn bị ghi chặt bởi của cải vật chất, tiền tài, danh vọng. Của cải vật chất, tiền tài luôn là sự hấp dẫn mang lực thu hút chúng ta. Một là chúng ta muốn bỏ nó để mà bay cao, bay xa, nhưng là khác nó vẫn níu kéo chúng ta lại. Lòng ham mê của cải đã thắng con người, đã thắng tình yêu của Thiên Chúa, cũng như là thắng tha nhân. Lòng tham lam nó đã bóp nghẹt trái tim của chúng ta đến nỗi mà thánh Phaolô đã nói: điều tôi muốn thì tôi đã không làm, điều tôi không muốn thì tôi đã tự làm. Đây là tội lỗi đã gây nên cho con người chỉ đến khi tôi mới giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Vì thế mỗi người chúng ta xin Chúa cho chúng ta được trở lực để mà chúng ta có tìm cùng chỉ là tôi tớ của chúng ta trên con đường tìm kiếm thức tin Chúa, chứ đừng trở nên những mô cả bước tiến của chúng ta trên con đường mà chúng ta tìm.